Kính chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai, kênh giao lưu cây kiển trên toàn quốc ha. Thì hôm nay em giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị mình gồm một số cây như là mai chiếu thủy, linh sam, sơ ri, bằng lăng. Thì hôm nay giá cũng hữu nghị nha, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em thông qua số điện thoại là 0939700449. Cây 1V là cây mai chiếu thủy hàng nu và cong nha. Chi tai cốt cành nhạo và hiện tại nu nó cho ra rất là quái cây. Cây có chiều cao là 89. Tàn là 75. Rộng tàn là khoảng tầm 35, là em đo một thớt nha. Mã số 1V. Quanh thân cây là 30. Nhìn kỹ mấy cái nu nó quái cực kỳ ha. Chi tai cành rất là nhạo rồi. Cái này em không bao gồm chậu được nha. Chậu này chậu đất nung bình thường ha, dễ vỡ khi vận chuyển nha. Rồi, cái này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình giá trị 5.500.000. Số điện thoại và Zalo liên hệ của em cùng một số nha, 0939700449. Cây này có chiều cao 50, tàn 55. Cây này hôm nay em xả lỗ luôn nha cô chú anh chị. Chi tai mịn, vàng xương hiện tại là xả dây. Hàng này da đen lá lớn. Quanh thân cây 39. Cụ đế như thế này là 80. Lỗ luôn phải không? Dạ. Bao chậu luôn phải không? Bao chậu luôn. Giá chỉ 1.500.000. Từ 2.500.000 mà em bán xả lỗ phí luôn là 1.500.000. Cho nên cô chú anh chị mình chốt đơn vui lòng không trả giá thêm giúp em ha. Mã số 3V. Cây sơ ri. Giá là giao lưu là 700 bao ship. Cao 25. Tàn cây 40. Sơ ri nè bên em bao trái nha. Thân cây quắn quéo rất là quái. Quanh thân cây là 10. 3V bao phí ship 700. Mã số 4V cũng là cây sơ ri. Cây này cao 39. Tàn 52. Hiện tại đế còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hàng này vừa ăn trái mà vừa làm bonsai, rất đang được ưa chuộng ha. Quanh thân cây 12. Cây sơ ri này giao lưu với giá là 750.000. Giá bên em đã bao ship toàn quốc nha, 4V. Mã số 5V. Cây me chua. Cây có chiều cao 37. Tàn cây 38. Thân cây lắc lượng. Hiện tại là rất là già cây và thuần chậu. Quanh thân cây tại đây là 11. Cụ đế cây là 35. Giá giao lưu bao ship trọn gói mã 5V này chỉ 700. Rồi cây me này giá cũng 700 luôn. Giá bao ship luôn nha. Cây cao 39. Tàn 48. Hàng giá xả nên em không giảm được. Thông cảm giúp em nha cô chú anh chị.
Thân thì khoảng tầm 12-13. Củ đế này là 28. Chọn gói bao ship chỉ 700.000 đồng cây me chua. Thân đế thì uống nắng từ nhỏ nha. Cây me mã số 7V. Cây cao 29. Tàn cây 50. Chi tay có sẵn rồi, về nuôi thời gian cây nó thuần thì mình tháo dây ra mình chơi thôi. Quanh thân cây là 14. Củ đế cây là 29. Trọn gói em bao ship 700.000. Cây mã số 7V, me chua. Mã số 8V, cây ổi tàu. Ổi tàu này ưa nắng và trái rất là xiên quanh năm. Cây cao 32. Tàn cây 62. Rộng tàn cây tầm khoảng 35. Cây hiện tại là để tránh nám da thôi, chứ ngoài ra thì cây bình thường. Cây lắc lượng dáng bay. Trái chín rất thơm nha. Quanh thân cây 16. Đế đều. Mã số 8V. Giao lưu bao ship đến nơi cây hôm nay chỉ có giá 1 triệu đồng. Nói chung là em giảm giá cũng sâu nha, cho nên cô chú anh chị mình chốt nhanh giúp em ha. Mã số 10V. Cái gì vậy? 8V đến 9V nha cô chú anh chị. 1 cây linh sam song hình. Cây cao 42. Cây này tụi em lặt lá rồi, về cô chú anh chị mình chỉ cần tưới nước giữ ẩm là mình chơi bông thôi ha. Tàn 68. Rộng 42. Chi tai cốt cành nhạo vàng xương khá là đẹp. Quanh thân cây tại đây là 20. Em đo thêm phần củ đế ha. Củ đế là 32. Mã 9V. Giao lưu bao ship cho mình là 1.800.000 đồng, không bao gồm chậu. Linh sam song hình hoa tím, hàng rin không ghép nha. Cây mai chiếu thủy trung nu, hàng cụm rừng. Khoảng tầm 20 mấy thân nha cô chú anh chị. Dạ. Cây cao 40. Tàn dài 55. Tàn rộng 32. Phơm tàn ẩm mịn và hiện tại cây đang ôm nụ. Cái bệ này phun chậu luôn là 60 nha. Về mình đệm thêm những tiểu cảnh vô ha, rất là đẹp. Rồi cây này hôm nay giá chỉ 1.400.000 đồng bao ship. 1.400.000 bao ship toàn quốc. Phơm tàn cực kỳ mịn nha. Mai chiếu thủy trung nu. Cây cần thăng mã số 11V. Cây này giá giao lưu trọn gói cả chậu luôn 400.000. Cây cao 35. Tàn cây 30. Mấy cái nhánh chi này của chú anh chị mình về có thể ôm dây lại hoặc là cắt tỉa ha. Chậu mới vậy? Chậu này chậu mới theo cây. Quanh thân 12. Củ đế 35. 11V 400. Cần thăng nha. Chậu tứ linh. Mà số 12V cây linh sam này ghép với dòng linh sam trắng phớt hồng. Tàn 55. 25 là cao. Một cốt, hai thân, bay. Cây khá là già. Quanh cũ 25. Quanh thân 18. Giao lưu bao ship cho mình chỉ 600.000 đồng. 12V 600 bao ship. 13V. Linh sam siêu bông. Cao 38. Tàn cây 42.
Cây hiện tại là không lỗi làm một lũa ở đâu nha chứ anh chị, rất là khỏe. Cây có chi tai và thân uống khá là duyên. Quanh thân chuẩn tại đây em báo là 15. Giá giao lưu chỉ 500 ngàn đồng bao ship. Thân khá là lớn ha, 13V 500 ngàn, 14V. Một cây ổi lê. Ổi lê này cô chú anh chị mình ăn trái vô tư. Cây cao 60, tàn cây 60. Hiện tại thì những cây này cô chú anh chị mình ăn rất là tốt nha. Lá có thể sử dụng được trị bệnh luôn ha. Đây, còn hoa ổi, riêng hoa ổi thì rất là đẹp. Đó. Cây đang ôm nụ rất là nhiều và trái lai rai. Mình vận chuyển đường gần thì trái thì giữ được nguyên ha. Đó, trái nè. Quanh thân cây tại đây là 10. Rồi cây này hôm nay em xả giá cho cô chú anh chị mình 500 ngàn luôn bao ship, 14V không bao gồm chậu. Ủa trái nó bự vậy. Cây 15V. Cây cao 65, tàn cây 45. Dòng cây này là mai chiếu thủy trung nu nha cô chú anh chị. Cây hiện tại là đã ôm phơm chi tai đầy đủ hết rồi. Quanh thân cây em đo là 17. Bao ship trọn gói hôm nay chỉ có giá 400. Hôm nay giá xả mới có giá này nha cô chú anh chị. Còn bình thường thì em sẽ trở lại giá bình thường là 450 nha. Cây mã số 16V. Cây này cao 64, tàn 47. Cây mẫu tử. Em đo tổng nha, tại vì nó sát quá em không đo rời được. 16. Chọn gói 400 ngàn đồng bao ship toàn quốc. Những cây này vận chuyển đường xa tầm 5 đến 7 ngày thì cây vẫn đi bình thường ok nha cô chú anh chị. Cây 17. Giá cũng 400, ba thân tam tài. Cây cao 60, tàn cây tổng 55. Một thân đại diện bên đây nha cô chú anh chị. 14 này chung. Chọn gói em bao ship 400 ngàn, 17V. 18. Cây này lùng lực ha. Cao 52, tàn cây 52. Hiện tại cây này thì cho hoa quanh năm. Một thân cây là 14, 13. Em giao lưu bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình giá 400 ngàn đồng mã số 18V. Mai chiếu thủy trung nu hàng nguyên thủy. Rồi clip này em có hai cây bông giấy. Cũng giá xả luôn. Giấy này ghép với giấy Ấn Độ nha cô chú anh chị. Tàn 85. Ủa cao 85. Tàn cây 50. Ấn Độ không? Đổi màu phải không? Dạ. Cái đó mẫu giấy ghim hay gì á? Ấn Độ nè. Ấn Độ cây kia nó có bông, cái này chưa lên bông. Còn cái này là mẫu giấy Ấn Độ hay ghim? Ấn Độ bự hơn. Cái củ hiện tại là lành lặn không có bị gì nha. 25 là tại đây. Dưới đây là 32. 19V. Bông giấy này vận chuyển đường xa dễ vàng và rụng lá nha, lưu ý giúp em ha. 19V. Em bao phí ship trọn gói cho cô chú anh chị mình. Cây này chỉ có giá là 500 ngàn. Hai
20V. Rồi. Cái này cao là 85. Đây mấy cái nhành giấy Ấn Độ nè. Quá trời mập. Nè Ấn nè. Dữ lắm cái tàn nha cô chú anh chị. Tàn nó tới 75 là phí ship rồi, rất là cao luôn. Cái gì? Em đo đế đi. Ôi, đo anh đây đi. Đây là thân nha. Tại vì nó đặt ở chỗ này 29. Còn sổ đế nè. Không, nó nám, nó bị nắng nó vậy á. Chứ nó đâu có bị gì. Này ghép Ấn Độ nha cô chú anh chị, mã số 20V, em giao lưu với giá là 700 bao ship. Giá xả nha, xả lỗ phí. Cây bằng lăng rừng, mã số 21V. Bằng lăng này hoa tím lá nhỏ nha. Cây cao 52. Hàng này tụi em dâm ủ bằng tro, tại vì bứng ở trên núi, vách núi rồi đó. Thì giá thể của nó cát dưới đá, nó không có giữ được bầu riêng, cho nên về phải dâm ủ bằng tro. Và hàng này thì bên em giao lưu cũng khá là nhiều và lâu năm rồi, cho nên cô chú anh chị mình an tâm ha. 100 là bệ. Chế độ chính sách bảo hành rất là rõ ràng. Đó. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình 1.200.000. Bằng lăng dán lợt. Hàng này hiện tại là hơi bị khó kiếm nha cô chú anh chị. Nó không có còn nhiều nữa ha. Rồi. Cây mã số 22V cũng là một dòng lá nhỏ da ổi. Cây cao 50. Hàng dán quái nha. Tàn 42. Cây hiện tại là lũa luồn lách. Tổng bệ 90. Nhà mấy cái lũa cứng sành hết trơn rồi. Em bao trọn gói đến nơi cây này 1.200.000 luôn. Tượng 1.4-1.5 triệu mà giờ còn 1.2 triệu thôi. 22V. 23V. Hàng này là lũa tự nhiên nha. Cao 42. Ai chưa biết mặt bông liên hệ Zalo em gửi cho cô chú anh chị mình tham khảo, rất là đẹp luôn. Tại những tác phẩm trước là của khách của em đã trồng rồi á, lên bông khá là ok. Quanh thân cây là 80. Mặt trước mặt sau đều rất là quái, lũa ôm thân. Cây này em giao lưu bao phí ship 1.000.000 đồng. V cây cuối clip. Cây này em giao lưu với giá là 800 luôn. Cây cao 35. Cây hiện tại là đâm chồi khá là ổn định này. Ở trên đây thì nó nhỏ li ti nè cô chú anh chị mình nhìn không rõ lắm, nhưng mà mọc khá là mạnh. Tổng như thế này là 80. Bao ship trọn gói chỉ 800.000 đồng. Thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn tin tưởng và ủng hộ em những clip vừa rồi cũng như clip này ha. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.